đủ lông đủ cánh. Một anh chàng để ý đến một cô gái trẻ mới tuyển về công ty, lấy cớ đồng nghiệp giúp đỡ nhau. Anh chàng hàng ngày cặp kè hướng dẫn cô ta tiếp cận với công việc mới để có cơ hội tán tỉnh. Không ngờ một thời gian sau cô ta quen việc lại để ý đến một đồng nghiệp khác. Nhìn thấy cô ta hẹn hò với đồng nghiệp đó, anh chàng tội nghiệp này buồn bã, ấp úng, trách khéo cô ta chắc em đã đủ lông đủ cánh rồi nên bay xa chắc không cần đến anh nữa đâu nhỉ thấy chàng trai trách như vậy cô gái đỏ mặt thanh minh ô hay sao anh biết em đủ lông rồi cơ mà em đã mọc cánh đâu mà bay tờ mờ sáng một cô đi thể dục về thấy bóng dáng một người đàn ông đang đứng quay mặt vào bụi chuối để giải quyết nỗi buồn. Cô gái gión rén đến sát sau lưng, lấy hết sức bình sinh đạp vào khoeo rồi cười ré lên. Xin bát cơm nguội. Bị quả bất ngờ, người đàn ông ngã rúi rụi vào cây chuối. Bực mình, người đàn ông quay lại gắt. Ôi trời ơi, mày làm cái gì thế? Nghe tiếng, Cô gái bối rối nhận ra người đàn ông đó là bố chồng, ngượng vì nhầm và lại vừa sợ, cô lắp bắp: "Ôi, con xin lỗi, con cứ tưởng là chồng con ạ." À? "Con dâu nói vậy." Bố chồng hiểu chuyện nhẹ nhàng nhắc nhở: "Ơ mà này, lần sau nếu có xin thì xin cơm nóng nhá. chồng cãi nhau với vợ sau khi chuẩn bị hành trang để ra đi anh ta liền nói lời từ biệt tôi tự nguyện đi làm nhà du hành vũ trụ đây thà va đập vào các thiên thể hy sinh ở một hành tinh bí ẩn nào còn hơn cãi cọ suốt đời thế này với cô nói rồi anh ta đi ra và đóng sầm cửa lại nhưng chỉ một phút sau đã quay vào và nói cô thế mà may nha ngoài phố trời đang mưa chờ đợi là hạnh phúc cháu gọi điện cho bà bà ơi bà tới nhà cháu được không cháu đói bụng quá thế mẹ cháu đâu già mẹ cháu đang xem facebook cứ ôm cái điện thoại suốt mấy giờ liên tục rồi ạ à? thế bố đâu Dạ bố cháu đang chơi game đánh trận đang bị thua mặt đỏ gay, cháu sợ quá không dám tới gần ạ. À? Thôi được, chờ bà cho thỏ và bò trên nông trại ăn xong, rồi bà sẽ tới cho cháu ăn nhé." Hoàn cảnh éo le, nữ thư ký nước mắt lưng tròng đến gặp sếp rồi trình bày. "Sếp ơi, sếp có tăng lương cho tôi được không?" sao phải tăng lương cho cô già dạ, hoàn cảnh của tôi bây giờ éo le quá à? vì phải nuôi mấy đứa con cô phải nuôi mấy đứa già dạ, thưa sếp hai đứa của tôi và một đứa của mẹ chồng tôi ạ à? vừa ăn cơm chưa xong con đang rửa bát anh ta ngồi uống nước chè và hút thuốc chừng 15 phút sau nghe tiếng vợ gọi anh ơi, thuốc nước xong chưa? Xong rồi, cái gì thế hả? Vào để cày. Cày đâu ban trưa thế này? Nhớ có khách thì chết à? Kệ, vào đi. Chừng 5 phút sau, tiếng thằng con gọi. Bố ơi, có khách. Có bác Hiền sang chơi. Lục đục một lúc sau, anh ta mới ra tiếp khách. Đêm về, anh và thằng con trai ngủ ở nhà ngoài, lại thấy tiếng vợ con ngủ chưa? nó ngủ rồi mình lại tiếp tục nhá. thôi thôi mệt rồi để con ngủ. trưa nay cày giang giờ đã xong đâu. anh cứ như thế mai cho ăn cơm rau đấy. anh ta đứng dậy vừa đi vừa lẩm bẩm. ôi, có mỗi cái ruộng ba bờ này phải cày đến lúc chết. bà được hai đứa con một trai một gái chồng bà chết lúc các con còn nhỏ bà đứng vậy nuôi con con cái lớn khôn bà dừng vợ cả chồng cho các con vợ chồng con trai làm ăn xa con gái thì lấy chồng gần nhà được một thằng con trai ba tuổi thì chồng bị tai nạn chết mấy tháng nay hôm nay hai mẹ con đứa con gái về chơi và ngủ lại đêm đến bà nằm trong buồng mẹ con đứa con gái nằm ở nhà ngoài đứa con gái khuya rồi vẫn chưa ngủ được thỉnh thoảng lại thấy thở dài bà ở trong buồng đi ra bận điện lên đứa con gái hỏi mẹ khuya rồi sao mẹ không ngủ đi mẹ nằm trong buồng nghe tiếng mày thở dài nghe mà náo nùng quá này mẹ bảo nhé mẹ cũng quá chồng sớm nên mẹ hiểu nhiều khi lên cơn cho hai thúng thóc vào cối say say hết hai thúng thóc vẫn chưa hết cơn ngày xưa khổ thế đấy chả dám tí tưởng gì cả bây giờ khác rồi con không muốn lấy chồng nữa thì thôi lúc nào cần thì nhờ anh nào đó giúp chứ nhìn như mẹ ngày xưa cũng không nên đâu âm dương phải được hòa hợp thường xuyên con à cô con gái đáp dạ con sẽ nghe lời mẹ. Ngay ngày mai, con sẽ đi nhờ. Hai bố con đi ăn sáng, gặp ngay mấy anh bạn cùng xóm ở trong quán ăn. Đang ăn thì thấy một cô gái trắng trẻo, mặt mũi xinh xắn bước vào quán, tay cầm chiếc cặp lồng mua cháo đem về. Sau khi cô ta ra về, anh chàng này mới ngẩng cổ lên nói với mấy anh bạn. Con này trắng trẻo, thịt ngon phải biết. Ước gì được chén một miếng nhỉ? Các ông bạn cũng đều tranh nhau nói. Ngọt thịt đấy, được chén thì sướng thôi rồi. Sau khi ăn xong hai bố con về nhà. Thằng con mới 7 tuổi hỏi mẹ. Mẹ ơi, thịt người cũng ăn được cả mẹ. Ai dạy con thế? Thịt đồng loại ăn làm sao được? Ăn các loại khác thôi. Thế vừa nãy con thấy bố và các bác nói cô nào vào mua cháo là nào là trắng chẻo thịt ngon ngọt thịt con tưởng thịt người cũng ăn được à bố và các bác đùa đấy thôi con à nói xong cô vợ kéo anh ta vào phòng ngủ rồi mồm nói vào đây thịt con này còn ngon ngọt hơn nhiều đây này vào mà chém ngay đi không phải ao ước nhá đi ăn sáng vào quán gặp ngay ông bạn già vừa ăn xong ông ta gọi thêm một bát để đem về nhìn thấy vậy mới hỏi ông mua về cho bà vợ ông đó hả ừ tôi rủ bà ấy đi bà ấy kêu mệt nên đành mua về tôi vừa đi qua nhà ông đấy thấy con dâu ông ở nhà hỏi nó nó nói công ty mất điện nên nghỉ ở nhà sao ông không mua cho nó ăn với ồ không có chuyện ấy đâu anh nào có vợ thì anh ấy tự lo tôi lo ăn cho vợ tôi con dâu thì có chồng nó lo phải rạch ròi như vậy ông ạ à. ồ ông nói vậy thì tôi chịu rồi ở một vùng dân cư thưa thớt phía bắc có đôi vợ chồng lấy nhau được vài năm đã có ba đứa con Cuộc sống thiếu nước ăn nhất là mùa đông ít mưa nên chuyện vệ sinh của chị em phụ nữ thì vô cùng khổ. Chị ta bị bệnh gì không biết, hôm nay anh chồng đưa chị ta xuống bệnh viện khám. Cô bác sĩ mới ra trường, chưa chồng khám cho vợ anh ta, khám xong tìm ra bệnh và kê đơn thuốc. Anh chồng cầm lấy tờ giấy kết luận thấy ghi viêm phần phụ nặng vợ anh ta cầm đơn thuốc đi mua anh ta ngồi chờ vợ một lúc sau anh ta nghĩ mãi không biết là viêm cái gì anh ta mới gõ cửa và vào phòng bác sĩ vừa khám cho vợ rồi hỏi bác sĩ cũng là nữ bác sĩ cho tôi xem cái phần phụ của bác sĩ nó là cái gì mà nó lại bị viêm thế nhỉ phần chính thì tôi đã biết rồi cô bác sĩ đỏ mặt nói to như quát xem thế nào được nó nằm phía trong cửa mình của vợ anh ấy. Anh ta lầu bầu. Trả cho xem thì thôi. Quát gì mà ghê thế. Có một chỗ thôi mà. Bao nhiêu là tiên gọi. cha biết thế nào nữa. Chồng chết đã lâu. Được một thằng con trai đang học lớp 8. Nó học bán chú tối mới về chị nhiều khi cũng thèm một vòng tay ôm ấp của đàn ông. Nhưng ở vùng quê còn có nhiều hổ tục, nên chị ta không dám. Chị ta cũng để ý và có tình cảm với anh hàng xóm làm thợ xây. Anh ta to, khỏe, tuy không đẹp trai lắm. Hôm nay trời mưa to, anh ta nghỉ ở nhà. Vợ anh ta đi chợ bán mấy con ngan và gà. Chị kìm lòng không được, liền gọi. Anh ơi, sang đây em nhờ chút nhà em vỡ mấy viên ngói anh sang thay giúp mưa ướt hết nhà rồi anh này cởi trần mặc quần lót đội nón sang nhà thay mấy viên ngói xong anh ta hỏi còn chỗ nào nước không em ở trong phòng ngủ đây anh ạ à. anh kia đi vào hỏi chỗ nào hả à? chị ta kéo tay anh đặt vào đùi mình nói chỗ này anh này gần 2 giờ, chiến đấu hai hiệp. Anh ta nghe tiếng vợ nói ở bên nhà. Quái lạ, cửa thì không đóng. Không biết là ông tướng đi đâu thế này? À, tôi sang bên này. Lợp lại mấy viên ngói bị vỡ cho cô ấy. Tôi về ngay đây. Về đến nhà, chị vợ nhìn và nói. Lạ nhỉ? Đêm qua có làm gì đâu. Mà hôm nay anh lại mặc quần quần lót lộn trái là thế nào nhỉ? Anh chồng đi công tác gần một tháng mới về, cơ quan cho nghỉ tới ba ngày. Về đến nhà vợ đi làm đồng mất, anh ta mới sai đứa con. Con ra gọi mẹ về, cơm nước, chứ gần năm giờ tối rồi còn gì nữa. Cơm nước xong xuôi, vợ dọn dẹp nhà cửa đi tắm, vào phòng ngủ lấy quần áo, anh chồng nói: "Đêm nay em chết với anh." Vợ mỉm cười không nói gì. Sáng hôm sau 8 giờ, anh chồng vẫn chưa ngủ dậy. Vợ lúc này mới nói: "Chả biết ai chết đây nhỉ? Em không chết, bị thương thôi, mà sao em lại khỏe thế nhỉ? Sáng ra chẳng sao cả, anh thì mệt đứ đừ rồi." Cô vợ đáp: "Lần sau ấy, yếu đừng có ra chỗ có gió." cho một hiệp nữa khỏi phải đi mà là bò ra nhà nhá cô vợ đi công tác cùng chị em phụ nữ hơn chục ngày hôm sau đi làm nghe mấy chị em cùng cơ quan xì xào mày đi công tác hơn chục ngày chồng mày ở nhà tí tưởng với một cô mới bỏ chồng ở cơ quan bên cạnh đấy nghe thấy vậy thì sôi máu lên chiều hết giờ làm việc về đến nhà lôi anh chồng ra hỏi em đi công tác có hơn chục ngày ở nhà anh để gái gú là làm sao tưởng là em không biết hả khai thật ra đi anh có thật em cũng phải tâm lý tí chứ nhỉ cái mà hai ba ngày anh giải tỏa em đem đi mất anh đành kiếm chỗ khác để giải quyết chứ cũng như người đói phải kiếm chỗ mà ăn ấm cật phải có chỗ giải quyết chứ nếu lần sau em đi công tác ấy thì em để nó ở nhà xin thề là anh không bao giờ đi đâu để thế nào được anh vụng trèo khéo trống vừa thôi đêm nay cho anh làm tới sáng luôn xem anh được mấy lần tiếc mấy ông già về hưu tụ tập đi bộ xong vào ăn sáng ăn xong ngồi ở một cái quán vỉa hè uống trà hút thuốc một ông nói nghĩ mà tiếc các ông ạ à. thời anh em mình các em mặc quần lụa quần nhíp áo con dày thì như mon nang nhọn ngang tên lửa một ông nói thêm vào ờ bây giờ các em các cháu váy ngắn váy dài mặt mũi vôi ve nhìn mướt mắt chả giống thời ngày xưa nhiều đêm nghĩ mà tiếc, không tài nào ngủ được. Ừ, ước gì ta trẻ lại 40 tuổi nhỉ. Trong một buổi họp mặt các tỷ phú thế giới, một anh Á Đông tiến lại hỏi một anh Ả Rập, "Ông làm gì để trở thành tỷ phú?" "Tôi khoan dầu." "Thế mỗi mũi khoan của ông sâu bao nhiêu?" "Còn tùy." có thể vài trăm mét đến hàng cây số. Ha ha, làm gì mà mất công vậy chứ? Tôi chỉ cần khoan vài cm. Trời thật không? Thế ông dùng công nghệ nào? Ngoái mũi. Khi ta 80, cụ thức dậy vào một buổi sáng với nụ cười trên môi vì hôm nay cụ đã 80 tuổi. Cô rời khỏi giường, nhìn xuống ngón chân mình và bảo Chào các ngón chân, hôm nay các bạn thế nào? Các bạn có biết rằng bây giờ mình đã 80 tuổi rồi không? Ôi, những lúc chúng ta đã có cùng nhau, các bạn có nhớ khi chúng ta thường đi dạo trong công viên vào mỗi chiều chủ nhật đó không? Hay những cuối tuần chúng ta nhảy điệu tango hay rumba trên sàn nhảy cùng các cô gái trẻ. Vậy thì chúc mừng sinh nhật các ngón chân nhé." Cụ sau đó nhìn xuống hai đầu gối của mình và bảo: "Chào hai đầu gối, hôm nay hai bạn thế nào? Hai bạn có biết rằng bây giờ mình đã 80 tuổi rồi không? Ôi, nhưng lúc chúng ta đã có cùng nhau Hai bạn có nhớ khi chúng ta luôn tham gia vào tất cả các cuộc diễu hành mà chúng ta tìm thấy không? Hay tất cả những lần chúng ta đã nhảy với các cô gái xinh đẹp? Vậy thì xin chúc mừng sinh nhật hai đầu gối. Sau đó cụ thọc tay vào quần xịp của mình và bảo Chào tiểu tử, đồ phản động, đồ tự diễn biến khi ta gần 80. Nếu bây giờ mày còn sống, Mày cũng đã 80 tuổi rồi. Giờ lên lớp, cô giáo giải địa lý đang giảng cho học sinh. Trái đất tự quay hết một vòng xung quanh nó. Là một ngày và đêm trôi qua. Trái đất quay một vòng quanh mặt trời khoảng 365-366 ngày là hết một năm. Tức là tết đến xuân về lớp học sinh im lặng nghe cô giáo giảng bỗng một em đứng lên nói thưa cô sao không cho trái đất lên chiếc xe tải phân khối lớn chạy chỉ một trăm ngày là hết một vòng quanh mặt trời tết đến để chúng em còn được lì xì <laughs> chuyện con ma trên cây đa nếu so về tuổi Thì mấy cụ ở làng này phải gọi tôi bằng cụ Tôi nói rất nghiêm túc Không dám hỗn chút nào Không tin bạn cứ hỏi các cụ già nhất Trong làng này mà xem Lúc các cụ ấy còn đầu để tròm cởi trần Quần thủng đít Tóc đỏ hoe Tay chân lấm lem đất cát Bò lê bò la Chơi bắn bi với chơi đồ hà Thì tôi đã đứng sừng sững ngoài đầu làng Giang những cành lá những tán rộng thanh thang ra che chắn cho bà con mỗi khi qua đây chẳng may gặp cơn mưa bất chợt hoặc để cho các chị các cô núp bóng nghỉ ngơi tránh cơn say nắng giữa những buổi làm đồng nóng nực của trời tháng 6 vì vậy tôi là chứng nhân lịch sử của cái làng này từ những ngày máy bay rền như sấm bom chút như mưa rơi trên đầu rung dưới chân như lở từ ngày mà bà con oằn mình vì sưu cao thuế nặng của Tây, của Nhật, rồi thêm vụ mùa trắng tay bởi đại dịch hoàng trùng, hại lúa khiến cả một vùng đồng ruộng mênh mông bao la phủ một màu xám xịt, héo hắt, quắt queo. Ngày mà cái đói lan nhanh như lửa, xác người chết đói nằm ngổn ngang nhưng giờ thì làng này khấm khá rồi đường bê tông và tận ngõ ô tô xe máy rầm rập trên đê toàn là xe mới xe đẹp cái hố ngày trước chôn hàng nghìn người chết đói giờ đã được ủi đi dựng lên một nhà hàng theo lối kiến trúc phương tây hoành tráng chỗ sân kho bọn nhật hay dùng để tra tấn đánh đập dân làng giờ được san bằng để làm khu nghỉ dưỡng cảnh vật đẹp lên con người giàu lên chỉ có tôi là vẫn thế, vẫn cảm cùi hàng ngày nơi đây. Đọa đầy bão rông mưa nắng, lặng lẽ giang cành xòe tán, lầm lụi chấn gác bên cổng làng. Cũng may còn có một con ma, thỉnh thoảng về đây cùng tôi bầu bạn, chứ không chắc tôi phát điên lên vì kiếp sống đơn côi con ma này vốn là một bác nông dân chân chất hiền lành chỉ vì cảnh vợ con đói quá nên mới đánh liều lấy ống nứa xiên vào bao thóc của tụi nhật để ăn trộm bị bọn chúng phát hiện và treo cổ lên cành của tôi trước giờ tôi chỉ xòe tám chìa cành để chở che cho bà con khỏi nắng mưa gió bão chứ ai ngờ lại có lúc người ta lấy cành của tôi làm công cụ để giết người Điều này khiến tôi thực sự xót xa. Khi sống thì quyến luyến cái chốn mình sinh ra, khi làm ma thì lại thích quanh quẩn ở nơi mình đã chết. Vì thế đi đâu thì đi, cứ vài ngày là con ma ấy lại quay về, ngồi trên cái cành nó bị treo cổ để nghỉ ngơi. Nay rằm nên dân làng mang oản, mang xôi ra chỗ tôi thắp hương nghi ngút, tôi đoán là kiểu gì lát nữa con ma ấy cũng về bởi nó đã đi mấy ngày rồi mà bởi hôm nay ở đây có đồ cúng sau đấy đúng là nó về thật về vào lúc khá khuya vắng tôi nghe tiếng gió xào xạc lạnh buốt luồn sâu trong kẽ lá nó xoay xoay mấy vòng rồi hiện nguyên hình nhảy phốc lên cành rồi ngồi đó bắt vẻo bác đa có ăn không con ma hỏi rồi chìa mẩu sôi về phía tôi thôi Mời cậu, mà mấy hôm rồi cậu đi đâu vậy hả? Đi kiếm ăn thôi bác ơi, chỗ nào có cúng dỗ thì qua, chứ cứ ở đây với bác thì chả mấy chốc mà thành ma đói sao. Con ma vừa ăn vừa nói, vừa nghển cổ nhìn xuống đường nghiêng ngó, bởi hình như có bóng người đi tới. Cái bóng ấy lấm lét rồi nấp vào hốc dưới chân tôi, nơi có mấy sợi rễ trườn ra sần sùi ngoằn ngoèo như thân chăn vừa ngoi lên từ một vũng sình lầy con ma nhìn kẻ đó chằm chằm rồi reo lên a à, là thằng chắt nội tôi đấy chắc nay rằm nên nó ra thắp hương cho tôi đây cái bóng lúi húi ngồi thụp xuống khuất hẳn vào trong hốc rồi nó sột soạt lôi ra trong túi thứ gì đó lúc đầu tôi và con ma đều nghĩ rằng nó lấy hương ra để thắp nhưng mà không nó móc ra cái xi lanh đổ thuốc đổ nước vào đó hì hụi pha chế rồi nó chọc cái kim tiêm nhọn hoắt ấy vào cánh tay bơm cái thứ chất chết chóc ấy vào người nửa đêm mà nó nằm dài ra đất như say nắng tay đưa lên bứt tai vò đầu vân vê với vẻ mặt đầy khoan khoái thỏa thuê cái bóng ấy đã đứng dậy, bước đi liêu siêu rồi tan khuất vào ánh trăng nơi cuối con đường. Nhưng con ma thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Nó im lặng rất lâu, cái mặt đăm đăm rất khổ sở. Và rồi lại thấy nó nghiền cổ xuống đường nghiêng ngó. Bởi hình như thằng chắt nội của nó đang quay lại. Tiếng dép đoạt quẹt mỗi lúc một gần. À không phải, lần này là hai cái bóng, một nam một nữ hai cái bóng này cũng ngó nghiêng lấm lét rồi nấp cả vào cái hốc mà đứa chắt nội vừa chui vào ban nãy con ma lại nhìn chằm chằm vào cái bóng đó ơ đây là con bé chắt ngoại tôi đấy chứ chắc nay rằm nên nó ra thắp hương cho tôi con ma nghĩ vậy còn tôi thì không bởi ra thắp hương sao tôi lại chả thấy hương hoa đâu quả chỉ thấy tiếng dây lưng len keng và tiếng khóa quần rột rạt áo quần sột soạt tiếng rên rỉ nỉ non nửa vui nửa buồn vừa hân hoan vừa ra diết con ma há hốc mồm thẳng thốt nó quay mặt đi chỗ khác xấu hổ ngại ngùng ôi trời ơi chúng nó chúng nó dám làm cái chuyện bậy bạ ấy ở ngoài đường ngoài bãi này hay sao đứa chắt ngoại còn đang đi học của tôi ôi trời ơi con ma ôm mặt tựa lưng vào cành bất động không dám nhìn xuống dưới nơi đứa chắt của nó đang oằn ngoại trong cái trò nhoi nhét trông nó lúc này thảm thương và suy sụp đến tột cùng tôi phải gọi mấy lần con ma mới nghe thấy này xong rồi đấy chúng nó đi rồi cậu có sao không đấy con ma từ từ ngẩng mặt lên thất thần tôi thấy đau bác đa ngày trước chứng kiến bố mẹ anh chị em tôi chết vì đói vì thì xót xa đã đành giờ chứng kiến con cháu mình chết dần chết mòn vì thuốc viện rồi hư hỏng đua đòi bầy bạc bà. cũng thấy xót xa không kém con ma buông thõng người trôi tuột xuống gốc rồi bay là là trên mặt cỏ tôi thấy vậy thì gọi với theo này cậu lại đi sao mới về mà phải đi thôi bác ạ à. chứ ở đây tôi sợ lát nữa lại có thêm vài đứa chắt mò ra đây dứt lời con ma bay là là theo bụi tre um tùm thâm thấm dọc bờ đê rồi lướt đi êm du trên mặt sông nhập nhèm trong ánh trăng đêm mênh mang nó hướng về khu nghĩa địa cuối bãi nơi có mấy ngôi mộ trắng tinh thấp thoáng mập mờ. Chắc nó nghĩ đó là khu vực riêng của người âm, nên mấy đứa cháu chắt của nó sẽ không dám đưa nhau ra đó mà làm càn. Thôi thì cũng mong là như thế. Thắng vợ ra quán nhậu với mấy thằng bạn, vừa ngồi xuống ghế mấy đứa đã hỏi, gì mà mặt mày hầm hầm vậy hả? nuốt chút nước bọt giữ giọng nhẹ bớt bảo chúng nó tao vừa cãi nhau với vợ to lắm đấy chúng nói nhau lên chuyện gì vậy đợi chút nguôi nguôi mới kể con vợ tao đòi rút tiền tiết kiệm ra mua mấy thứ vơ vẩn tao quát cho một trận nhưng nó cũng cãi rất hăng bọn nó quan tâm thế cuối cùng thì ai thắng hãnh diện bảo chúng nó tất nhiên là tao rồi tao bảo hôm nay không mua gì hết. Mai mới rút tiền cho mua váy. Mốt mới rút tiền mua giày. Còn iPhone thì tuần sau mới được mua. Giải quyết xong ta mới ra đây đấy. Ông chồng say xỉn mò về nhà vào lúc nửa đêm. Mở cửa ông ta thấy bà vợ mặt dần dữ, tay cầm lăm lăm cái chảo đang đứng lù lù trước mặt. Ông ta lè nhẹ nói, Ôi em, em đi ngủ đi, anh không đói mà. Lấy vợ thông minh, mình và vợ mình, hai đứa đều 9x. Vợ mình thông minh nhanh nhẹn lắm. Ngày cấp 3 do học giỏi nên mình cũng hâm mộ nó. Được cái mình nhìn sinh trai nên nó cũng thích lại. Thế mới yêu nhau rồi năm tháng sinh viên qua đi ra trường một năm thì về chung nhà chuyện là trước khi cưới vợ mình có nói như thế này hôm đó có gia đình hai bên nghiêm túc luôn vợ chồng bình đẳng sau này về vấn đề việc nhà nếu cả hai không muốn làm thì sẽ tổ chức chơi trò chơi cả hai đồng ý chơi bên nào thua thì bên ấy phải làm ba tháng ok có gì mà phải lo mình nghe thấy cũng sòng phẳng đấy Lấy nhau về 4 tháng đầu Hai đứa vẫn bình thường Như cân đường hộp sữa Tự dưng nó dở trứng Anh ơi nhớ ngày xưa trước khi cưới Nếu em không thích làm việc nhà Cụ thể là rửa bát à, Giờ anh với em Chơi trò chơi Nếu em thắng Thì anh phải rửa bát 3 tháng đấy nhá Còn tùy là trò gì nữa chứ Thôi thì đỏ đen Chơi phỏm vậy Từ hồi quen nó Bao nhiêu năm giờ mới biết Nó biết chơi phỏng Thế là hai vợ chồng solo 15 ván Từ ván thứ nhất đến ván thứ 10 Thắng nó đúng một ván Và cái kết là Phải rửa bát 3 tháng Trong thời gian Tù rửa bát Nó lại tiếp tục bảo Anh ơi giờ em thấy kiểu Phơi quần áo mệt lắm Hay là anh với em Chơi một trò gì đó Để ai thua người đó phải phơi quần áo và rút quần áo đi không cờ bạc nữa nhá anh đen lắm thế thì chơi tính nhẩm vậy à, nhân hai số có hai chữ số nhá nghĩ một lúc vì ngày trước mình thi khối a nó thi khối d mà đầu vào nó điểm toán có sáu điểm còn lại hai môn kia kéo lên nhiều nên mình mới chiến với nó ok được rồi chơi luôn hai vợ chồng mang máy tính qua hàng xóm nhờ thằng bé nó đố đề random thôi, kết thua sắp mặt 14 phép tính mình tính chậm hơn nó là một Có phát mình đã tính ra sau nó rồi lại còn tính sai nữa chứ. Tiếp tục công việc phơi quần áo và rút quần áo, đang trong quá trình thụ án rửa bát phơi quần áo rút quần áo nó lại tiếp tục. Anh ơi, em lại không thích quét nhà với lau nhà nữa đâu. Khoan, lần này để anh ra đề. Thế anh chọn đi Mình nghĩ một lúc Mình biết chơi cờ tướng Mình chưa thấy nó chơi bao giờ Mình mới mơi nó Chơi cờ tướng đi Nhưng em có biết chơi đâu Thế cho anh thắng một ván chứ Cho em một ngày để học đi Ok Đúng 24 giờ sau Mình mới hỏi lại Sao giờ có chơi không hả Em mới biết chơi thôi Thế cũng phải cho anh thắng chứ Việc nhà anh làm gần hết rồi chơi 5 ván thua sắp mặt 3 ván chẳng hiểu sao đến lúc nó thắng ván thứ ba nó cười đều tưởng thế nào tiếp tục thụ án quét nhà và lau nhà nữa cái này mới kinh nhẹ nhàng thôi hai vợ chồng trước khi đi ngủ thì phải chốt cửa bình thường thì ai tiện thì chốt luôn đằng này nó lại kêu mình ôi em lười đóng cửa quá đi hay là anh với em thi gì đó rồi uh, kết Mỗi tối xem mà ai phải là người chốt cửa đi. Thôi, anh thua nhiều rồi, để anh tự chốt. Em sẽ cho anh thắng lần này đấy. Anh uống rượu tốt đúng không? Tự dưng lẩm bẩm trong đầu. Ừ ngon. À, chơi uống rượu thi à? Được. Mai hai vợ chồng mình sẽ uống. Mai là thứ bảy. Anh chấp em hai chén. Ok luôn hôm sau lúc đầu mình chấp nó hai chén lúc sau nó chấp lại mình bốn chén mình sấp mặt tập thứ tư mình thề là những cái này mình không hề biết luôn mình thường bình thường yêu nhau nó không hề để lộ ra ấy kết mình lại thụ án chốt cửa buổi tối thụ xong bốn cái án hết khoảng sáu tháng làm ô xin may mà trong thời gian đó nó thương nó đi chợ nấu cơm cho Hôm qua nó nằm nó khai như thế này Thực ra là em chơi phỏm giỏi Chẳng có đứa con gái nào muốn khoe mình chơi cờ bạc giỏi cả Nhân hai số có hai chữ số Thì có mèo cả đấy Anh cha Google thì biết Còn cờ tướng thì em cũng học trước đó rồi Em hay chơi với mấy ông ở công ty Giờ giải lao vui vẻ thôi em biết anh là đàn ông con trai tự tin hiếu thắng vào việc chơi cờ bạc rồi tính toán em biết anh chơi cờ tướng nhưng không giỏi nhưng lại ngỡ em chưa chơi bao giờ nên mới nắm phần thắng trong tay cả việc uống rượu nữa em biết hết em còn nắm chắc phần thắng trong tay luôn nhưng em vẫn giả vờ coi như không biết để anh dính vào bẫy của em đấy cuộc sống là như vậy đó việc gì cũng phải từ từ bình tĩnh suy xét. Mình giỏi rồi, nhưng có người giỏi nhiều hơn anh à. Đây mới là em thôi, nếu ở ngoài kia toàn cảm bẫy và sự mất mát còn hơn cả việc làm ô xin thì sao? Lúc đấy người lo không chỉ là anh, mà còn em xa hơn là bố mẹ, người thân của anh nữa chứ. Tự nhiên nó nói vậy là mình trột dạng, không biết nói gì nữa. Nằm ôm nó, nó cười lại Đúng cái điệu cười hôm chơi cờ tướng Chốt lại Chồng ngu như bò còn sĩ Lấy vợ thông minh Bị chửi là đúng mà Một cô gái ngồi cạnh người yêu tí tê Anh Tèo này Điện thoại của em hỏng rồi Thế à Vậy em thích điện thoại gì iPhone 13 là rất sành điệu đấy anh ạ à. được anh sẽ tặng em luôn anh tèo này xe máy của em cũng hư rồi đấy thế à thế em thích xe gì bây giờ con gái đi sh thì mới là dân sành điệu anh ạ à. được thôi anh sẽ tặng em em yêu anh quá cơ anh tèo ơi nhà trọ của em chật trội và nóng bức khó chịu lắm thế à thế em thích ở nhà như thế nào một căn biệt thự nho nhỏ có hồ bơi sân vườn mới đúng đẳng cấp anh à theo ý em tắt để anh gọi điện cho thằng nhân viên cửa hàng anh đã nhá tèo lập tức rút điện thoại ra gọi alo iPhone 13 Plus SH nhà biệt thự sân vườn ừ ừ đúng rồi đợi chút nhá rồi tèo quay sang cô bạn gái hỏi thế iPhone 13 có lấy thêm thẻ nhớ SH có gắn tứ quý biệt thự có thêm chó cảnh không em ơi dạ được thế thì càng tốt anh à cô bạn gái mừng rỡ reo lên tèo cầm điện thoại tiếp tục nói ừ thêm hết phụ kiện nhá mai giao gấp đến nhà người ta thức đêm cũng phải làm cho xong đấy mai rằm để còn kịp cúng em cũng làm được rất nhiều khán giả đang bu đông xung quanh một diễn viên siếc cá sấu rất náo nhiệt vì anh ta đang chuẩn bị tiết mục cuối cùng rất hấp dẫn anh ta liền đến bên con cá sấu rồi mở miệng nó ra và tụt quần của mình xuống rồi đưa thằng nhỏ của mình vào đó miệng con cá sấu từ từ khép lại vài giây sau con cá sấu mở miệng ra thằng nhỏ của anh chàng diễn viên vẫn còn nguyên vẹn tất cả những khán giả liền vỗ tay và la hét rất nhiệt tình vì tiết mục quá hấp dẫn anh chàng diễn viên thấy khán giả la hét thì tự đắc la to bây giờ tôi đố quý vị nào có thể làm giống như tôi bỗng tất cả khán giả im phăng phắc bất ngờ có một cô gái liền bước ra cô ung dung nói em em cũng làm được khán giả lại tiếp tục la hét dữ dội hơn anh chàng diễn viên cười lớn nói này cô tôi là đàn ông thì mới có để mà biểu diễn chứ cô là đàn bà con gái thì sao cô có mà biểu diễn đây cô gái e thẹn đáp dạ em làm được như con cá sấu à chàng trai về ra mắt nhà bạn gái ngồi được một lúc bác gái hỏi thế cháu làm gì ở đâu dạ cháu là bác sĩ đang ở hà nội ạ à. thế cháu làm khoa gì chàng trai đang ngường ngùng thì cô bạn gái nói vào anh ấy làm bác sĩ phụ khoa mẹ ạ à. bà mẹ reo lên ồ thế thì tốt quá sẵn đây con gọi cái hương cái hồng huệ chiều nay về để bạn con khám cho chàng trai ngượng tím mặt nhưng vẫn tìm cách từ chối Cháu không mang dụng cụ đồ nghề về đây. Bà mẹ vẫn cố. Khó gì lên chợ mua cái đèn pin là xong. Trước kia tôi đi khám bác sĩ cũng chỉ dùng mỗi cái đó đó. Đầu năm, ông Tôm qua rủ ông Henry đi nhậu. Hai ông vừa ra khỏi cổng thì nhìn thấy đằng xa có một người đàn bà đang đi ngược chiều. Ông Tôm vội vã đổi ý. Ồ, xui xẻo quá đi. Thôi, tôi chẳng đi nữa đâu. Đi nhậu gặp đàn bà cũng kiêng cứ sao? Ai cứ kiêng gì đâu. Đó chính là vợ tôi. Một ông bố mỗi buổi tối đặt cô con gái 3 tuổi của mình vào lòng kể cho cô bé nghe một câu chuyện cổ tích. Một hôm, khi mắt lim dim được bố đặt lên giường ngủ, cô bé nói con yêu mẹ con yêu bố con yêu bà và tạm biệt ông anh ngạc nhiên hỏi sao con lại nói tạm biệt ông thế cô bé nhún vai trả lời con không biết bố à con chỉ cảm thấy nên nói vậy ạ à? ngày hôm sau ông ngoại qua đời anh bàng hoàng nghĩ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ vài tháng sau anh lại nghe con gái nói trước khi ngủ con yêu mẹ con yêu bố và tạm biệt bà ngày hôm sau bà ngoại lại qua đời giờ đây thực anh thực sự rất lo lắng tự hỏi liệu con gái mình có mối liên hệ nào đó với thế giới bên kia không vài tuần sau con bé lại nói con yêu mẹ và tạm biệt bố anh hoảng loạn anh ta hầu như không thể ngủ được đêm hôm đó và cứ thức dậy khi trời vừa hừng sáng anh đã vội vã đến văn phòng và ở đó cả ngày tránh mọi thứ có thể gây nguy hiểm cho anh khi từng giờ từng giờ trôi qua anh giật mình với mọi âm thanh và lo lắng nhìn đồng hồ chỉ chờ đến nửa đêm cuối cùng khi đồng hồ điểm nửa đêm anh thở phào nhẹ nhõm anh đã vượt qua anh thu dọn đồ đạc và về nhà mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm vì đã sống sót qua ngày khi anh bước vào nhà vợ anh nhìn anh với vẻ khó hiểu nói em chưa bao giờ thấy anh làm việc muộn như vậy mọi thứ ổn chứ anh anh trả lời em sẽ không thể tin được ngày hôm nay anh đã phải trải qua những gì đâu anh căng thẳng cả ngày vợ anh thở dài anh Nghĩ chỉ anh mới có một ngày tồi tệ à, em còn có chuyện không thể tin được hơn ý chứ. Sáng nay, ông xếp của em tự nhiên đột tử trong giờ làm việc. <laughs> tính nhầm Trong giờ học tính nhầm, cô giáo ra đề bài. Bố có 700.000 đồng, mẹ có ít hơn bố là 400.000 đồng. Hỏi trong ví của mẹ có bao nhiêu đồng? một học sinh đứng giải phát biểu. Thưa cô, trong ví của mẹ có một triệu đồng à? Nghe học sinh trả lời như vậy, cô giáo rất thất vọng. Sao lại là một triệu? Em tính thế nào? Nói cho cô và các bạn biết đi. Biết chắc cô nghĩ mình tính sai. Em học sinh gái đầu, rồi tự tin giải thích. Thưa cô, mẹ có ít hơn bố bốn trăm nghìn, có nghĩa là mẹ có ba trăm nghìn nhưng tiền của bố có bao nhiêu mẹ đều giữ sạch như vậy trong ví của mẹ chắc chắn phải có một triệu đồng cô à tại một bệnh viện tâm thần ông bác sĩ nói với một bệnh nhân muốn xin về được thôi nếu anh thật sự khỏi bệnh ồ em khỏi từ lâu rồi thưa bác sĩ vậy thì khi ra viện anh sẽ làm gì em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện này bệnh nhân nói xong thì được nhốt lại một tháng sau anh ta lại tiếp tục đòi về ông bác sĩ hỏi câu trả lời như cũ anh bệnh nhân lại được trở lại điều trị tiếp ba tháng sau anh ta lại tới gặp bác sĩ đòi về bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta một lần nữa khi ra khỏi bệnh viện anh sẽ làm gì nào dạ em sẽ về nhà thưa bác sĩ ừ khá lắm rồi sao nữa dạ em tắm rửa thật sạch sẽ hớt tóc cạo râu đàng hoàng ạ à. tốt tốt lắm còn sau đó thì sao dạ em sẽ đi chơi phố và tìm làm quen với một cô gái xinh đẹp em sẽ mời cô ấy đi ăn kem nghe nhạc hoặc khiêu vũ ạ à? tuyệt vời thế là anh hết bệnh thật rồi anh giỏi lắm nhưng sau khi khiêu vũ xong thì làm gì Dạ, em sẽ mời cô ấy về nhà, rồi em xin cô ấy cởi áo. Ai da, anh quá lắm nhá. Nhưng anh phải cần giữ sức khỏe đấy. Vì anh chỉ vừa mới phục hồi thôi đó nha. Bác sĩ đừng lo ạ. Em đề nghị cô ấy cởi áo, rồi xin cái sợi dây thun nịt ngực của cô ấy để làm ná và và em sẽ sẽ bắn bể hết tất cả các bóng đèn của cái bệnh viện này. Lời mẹ dạy con trai, kẻ thù lớn nhất của đời con sẽ là vợ con. Ngu dốt lớn nhất của đời con là con không hiểu được nó. Thất bại lớn nhất của đời con là con không bỏ nó. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu đựng được nó tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ nghe xong cậu con trai bỗng òa lên khóc nức nở bà mẹ ngạc nhiên hỏi sao con lại khóc con đã có vợ đâu cậu con trai vừa khóc vừa trả lời dạ tại con thương bố quá à. nàng dâu tốt nhà nọ mới cưới được cho con trai một cô con dâu nhưng khổ nỗi cô con dâu lại rất lười nhà cũng không chịu quét vì là dâu mới nên bố mẹ chồng cũng chưa nói nặng vì sợ con chưa quen. Hai ông bà bàn với nhau để nhắc khéo con dâu. Sáng mai thấy nó ngồi xem điện thoại thì ông già vờ cầm chổi ra quét nhà, tôi sẽ ra rằng lấy chổi để nhắc khéo nó. Sáng hôm sau, đúng như kịch bản, ông đang quét thì bà chạy ra rằng lấy chổi và bảo: "Ôi, ông đưa chổi đây cho tôi quét, nhà có phụ nữ sao lại để ông phải quét nhà?" hai ông bà cứ thế làm bộ dành nhau quét nhà để gây sự chú ý của cô con dâu quả nhiên cô cũng đứng dậy và nói với hai ông bà có mỗi cái việc quét nhà mà hai ông bà cũng tranh nhau từ mai chia ra ông quét một ngày bà quét một ngày cho công bằng Một ông già phản nàn với cô bác sĩ. Leo cái thứ nhất thì không có vấn đề gì. Đến cái thứ hai thì tim đập rộn ràng và thở không ra hơi. Còn đến cái thứ ba thì không còn sinh lực. Ông ơi, ở tuổi của ông thì sinh hoạt tình dục là cấm đó nha. Ồ, cháu gái à? Sao cháu lại chỉ nghĩ đến cái đó thế nhỉ? Ông đang nói đến leo bậc cầu thang kia mà. Kỷ niệm ngày cưới, hai vợ chồng dắt nhau đi du lịch. Tối ấy đang mặn nồng trong nhà nghỉ, thì công an dục dịch xông vào kiểm tra. Anh chồng hoàng hốt bảo vợ, em cứ nói là vợ anh nhá. Cô vợ lập tức nổi khùng, anh vừa nói gì hả? bước vào siêu thị thấy chồng mình không thể rời mắt khỏi người đẹp vợ đai nghiến đàn ông các anh suốt ngày chỉ biết nhìn mông với ngực của phụ nữ không biết xấu hổ hay sao chồng vội phân bua ơ ờ, em nói bậy gì thế nhỉ làm gì có chuyện đó đâu vợ hỏi thế anh nhìn điểm nào của phụ nữ đầu tiên hả chồng bảo thấy một người con gái đẹp dĩ nhiên là phải nhìn vào đôi mắt đầu tiên rồi vợ bĩu môi Thôi thôi đừng có chém nữa Anh lại định bảo là đôi mắt là cửa sổ tâm hồn Phải nhìn vào đôi mắt để biết cô ấy có tâm hồn đẹp hay xấu chứ gì Nghe mãi rồi Chúng thóp chồng cười bảo Không Điều đầu tiên là phải nhìn vào đôi mắt Đợi mắt cô ấy không nhìn anh Thì anh mới nhìn ngắm đến những chỗ khác <laughs> Chuyện lì xì Năm nào cũng vậy Cứ mùng ba Tết là nhà bác trưởng họ lại có dỗ và tất cả con cháu đều kéo tới ăn rất đông vui không chỉ con cháu ở quê như vợ chồng tôi thôi đâu mà cả gia đình mấy bác mấy chú trên thành phố cũng phải về đông đủ hết và đó chính là ngày mà tôi trông ngóng nhất lý do hả là vì nhà tôi có ba đứa con đang trong độ tuổi lì xì hôm đó lại rất đông người về nếu khéo cho ba đứa lượn lờ gợi mở mời chào thì kết quả thu hoạch cũng được không đến nỗi nào nếu không muốn nói là rất khá tất nhiên thành quả không đến một cách ngẫu nhiên mà đó là kết quả của cả một quá trình đúc kết và tính toán cực kỳ chi tiết khoa học thứ nhất là về quan niệm lì xì nhiều người vẫn thích lì xì theo chất lượng tức là nếu người ta lì xì cho con tôi mới đứa 10.000 nhà tôi có ba đứa vậy tổng là mất 30.000 thì tôi cũng phải lì xì lại con họ đủ 30.000, không quan tâm. Đến việc người đó có một, 2 hay ba đứa con. Nhưng tôi không thích quan niệm đó. Tôi thích lì xì theo số lượng. Tức là bạn lì xì cho con tôi mỗi đứa 10.000 thì tôi cũng lì xì cho con bạn mỗi đứa 10.000. Bạn có ít con hơn thì bạn phải chịu thiệt. Ai bảo bạn không đẻ nhiều? Họ nhà tôi hầu như chỉ có một, cùng lắm là hai con, hiếm nhà nào có ba đứa như nhà tôi. Thứ hai là thời điểm lì xì, tôi không bao giờ dài dột mà lì xì trước. Nếu mình lì xì trước cho con người ta mà sau đó người ta quên không lì xì cho con nhà mình hoặc lì xì nhưng với mệnh giá tiền thấp hơn thì lúc đó tính sao? Chẳng lẽ lại chạy tới đòi à? Lì xì sau đồng nghĩa với việc tôi được nắm đằng chuôi nắm quyền chủ động và không bao giờ sợ lỗ thứ ba là về hình thức lì xì tôi rất thích những người mừng tuổi con tôi bằng cách cho tiền vào bao lì xì và trong trường hợp đó tôi cũng sẽ mừng tuổi lại con họ theo cách đó tất nhiên là tôi luôn lì xì ít hơn nếu người ta có thắc mắc là sao họ lì xì cho con tôi nhiều mà tôi lại lì xì con họ ít tôi sẽ cãi rằng con tôi giữ bao lì xì của họ chứ tôi không giữ tôi đâu biết họ lì xì bao nhiêu đâu mà so sánh mà kêu ít với nhiều hơn nữa lì xì là quý ở cái tấm lòng là để chúc nhau may mắn mạnh khỏe chứ nhiều hay ít thì có quan trọng gì đâu thứ tư là về đối tượng lì xì tôi luôn hướng cho các con tôi ưu tiên tập trung tiếp cận và cả gẫm lì xì từ những anh chị cô chú đi làm và chưa có con cái đã đi làm có nghĩa là họ dùng dình hầu bao và chưa có con cái có nghĩa là tôi không phải lì xì cho con của họ một đối tượng nữa tôi cũng rất thích đó là mấy cụ già mấy cụ này mắt kém nên hay nhầm lẫn có nhiều cụ định lì xì con tôi 10 ngàn nhưng lại lấy nhầm tờ 200 ngàn. Có cụ định mừng 20 ngàn nhưng lại đưa nhầm tờ 500 ngàn vì màu của chúng na ná nhau. Cũng tương tự như vậy vì mắt kém nên khi mừng tuổi lại tôi đưa các cụ tờ 10 000 20.000 rồi bảo đó là 200.000, 500.000 thì các cụ cũng tin, cười tít cả mắt, cảm ơn dối rít Rồi còn hỏi là sao mừng tuổi cụ nhiều thế, Đúng sáng mồng ba, tôi đeo trước ngực các con mỗi đứa một cái túi hồng hồng, rất bắt mắt và xinh xắn. Rồi đưa chúng đến nhà bác trưởng họ từ rất sớm. Đến sớm là bởi có nhiều cô thú chú bận không ở lại ăn cỗ mà chỉ tạt qua thắp hương và cúng phong bì, hoa quả rồi là đi ngay. Vậy nên nếu đến muộn thì có phải là con tôi sẽ không được gặp các cô chú ấy? mà không gặp được thì làm sao có lì xì. Lúc đó, khách khứa đến cũng khá đông, các con tôi thì vẫn đang mệt mài đeo túi chạy lăng xăng lân la khắp nơi. Tôi đang nhặt rau ngoài giếng thì thấy con bé lớn cầm tiền chạy lại ríu rít khoe. "Mẹ ơi, cô Tưng vừa mừng tuổi con đây này, buồn cười lắm mẹ nhá." "Buồn cười gì? Cô Tưng tưởng con chưa biết phân biệt tiền nên dơ đồng 20.000 và đồng 50.000 rồi hỏi con thích tờ nào con bảo là con thích tờ màu xanh cô hỏi tại sao con bảo vì màu xanh là màu của hy vọng cô lại hỏi thế con hy vọng gì con bảo con hy vọng cô cho con nốt tờ màu đỏ hai mẹ con đang nói chuyện thì chú bài tới thấy chú con gái tôi cúi chào rất lễ phép tay nó mân mê cái túi hồng xinh xắn trước ngực. Mắt thì ngước nhìn chú đầy chiều mến, chú bài biết ý liền móc ví. Đây, chú mừng tuổi cho con chóng nhớn, hảo giỏi nhá. Con bé nhận tiền, trực cho vào túi thì lập tức bị tôi quát. Con hư nhỉ, ở nhà mẹ đã dặn con là khi người lớn mừng tuổi phải nhận bằng hai tay và nói thế nào con quên rồi sao. Bị mẹ nhắc nhở, con bé đành cất giọng ngượng nghịu. Chú ơi, nhà con còn hai em nữa à? Chú bài nghe vậy thì lại móc ví, trực rút thêm. Nhưng hình như có gì đó không ổn, bởi tôi thấy mặt chú hơi nhăn nhó. Chết rồi, chú hết tiền lẻ rồi, còn mỗi tờ 500 nghìn. Không sao, đưa đây chị đổi cho, chị đầy tiền lẻ mà. Tôi vừa nói vừa móc ví, lấy tiền lẻ ra đổi cho chú. Tưởng là đổi được tiền lẻ rồi thì mặt chú sẽ hết nhăn nhó. Nhưng không, hình như nó lại càng méo mó hơn. Các con tôi đã thu hoạch được kha khá. Nhưng tôi thì vẫn thấp thỏm. Bởi người tôi mong đợi nhất là bác Linh thì vẫn chưa tới. Sợ dĩ tôi rất ngóng vì bắc Linh là người thành phố, nhà rất giàu. Bác Linh từng tuyên bố ai mừng tuổi con bác ấy một thì bác ấy sẽ mừng tuổi lại mười. tôi lúc đầu không tin, thế nhưng bác ấy lại nói thật. năm kia tôi đã thử lì xì con bác ấy hai nghìn, thế mà bác ấy liền rút ví ra lì xì lại ngay hai mươi nghìn chứ. năm ngoái tôi lì xì mười nghìn thì bác ấy mừng lại luôn một trăm nghìn. bởi thế năm nay rút kinh nghiệm tôi sẽ lì xì con bác ấy hẳn một triệu thực ra tôi muốn lì xì nhiều hơn nhưng tại tết nhất sắm sửa nhiều quá nên dồn hết lại cũng chỉ còn đúng triệu bạc tôi cũng đã sang hàng xóm mỏi vay thêm nhưng ngày tết nên chẳng cho ai cho ai vay a à, bắc linh tới rồi tiếng ai đó reo vang đầu ngõ lập tức tôi cùng cả họ lao túa ra chiếc xe mẹc xe đét màu xanh nhập khẩu nguyên chiếc từ cộng hòa xét của bác linh rẽ vào chầm chậm rồi đỗ xịch lại trước cổng cửa xe mở bác linh chỉnh trọng bước ra tay xách cặp số đầy oai vệ đi ngay phía sau là thằng con trai bác vừa nhìn thấy thằng con bác linh tôi cùng cả họ đã xúm tới lại đây lại đây các cô các bác các gì lì xì cho cháu lớn nào thế là rào rào cả tiền mặt cả phong bao lì xì ấn vào tay thằng bé người nghèo thì năm trăm một triệu người khá giả thì năm bảy triệu có nhà chơi sang còn lì xì thằng bé gần hai chục triệu bác linh thấy vậy liền cất giọng ôi mọi người cứ bình tĩnh đâu rồi sẽ có đó như đã tuyên bố ai lì xì con tôi một thì tôi sẽ lì xì lại mười bởi thế mọi người hãy lì xì lần lượt một cách có văn hóa có trật tự để tôi còn ghi chép lại cụ thể lát nữa mới biết mà lì xì lại tránh nhầm lẫn của người nọ với người kia rồi lại sinh ra đánh chửi nhau mất đoàn kết mất vui tiền tôi để sẵn trong cặp số đây rồi đừng lo tất cả nghe vậy thì ngoan ngoãn làm theo răm rắp rất trình tự xong xuôi đâu đấy bác linh cùng con đi vào nhà đặt lễ lên bàn thờ thắp hương đang định lì xì lại cho mọi người thì đến giờ cơm nên bác cùng mọi người ngồi lại cả vào mâm rồi nâng cốc chúc tụng rồi ăn uống bữa cơm diễn ra trong bầu không khí thân mật và vui vẻ đúng lúc cúi xuống gắp miếng đùi gà thì tôi nghe có tiếng hô thất thanh ôi bác linh chạy rồi đuổi theo mau tôi cùng mọi người lập tức quăng hết bát đũa xuống lao ngay ra cổng nhưng không kịp rồi. Chiếc xe Mercedes màu xanh biếc nhập nguyên chiếc từ xác đã dồ ga phóng vụt đi, bỏ lại đằng sau đám khói khét lẹt, lẫn trong mớ bụi cát mồ mịt, cùng toán người đang la ó gào thét. Cố săn theo chiếc xe một cách tuyệt vọng. Thật là không kịp nữa, bởi chiếc xe đã khuất sau rặng tre cuối làng, chỉ còn khói thốc vào họng hăng hắc và cát bồi tát vào mặt chúng tôi gian rát. <laughs> Sáu giờ sáng, lăn từ trên giường xuống, anh vớ ngay lấy chiếc điếu cải, nạp thuốc châm lửa, làm một hơi. Tiếng điếu cải nghe rồn rã, ngừa đầu lên trời, khói thuốc theo hai lỗ mũi tuôn ra, chất nicotine trong thuốc làm anh ngất ngây. Nghỉ mấy phút, anh ta loảng choảng đi đánh răng rửa mặt vợ đang quét sân nhìn thấy thế thì nói ôi thương anh quá đây là tác dụng phụ của đêm qua đây mà mới có hai lần mà đã thế này ba lần chắc nằm tại chỗ luôn nhỉ đây say thuốc nào đấy vậy hả thế có tiếp tục được nữa không thôi lại hồn tha cho người ta đi ăn sáng xong còn phải đi làm đây lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện ấy thôi kinh thế có vợ có vợ đẹp là bất an có vợ xấu là bất hạnh có vợ giỏi là bất xứng mình ở nhà mà để vợ đi làm là bất ổn mình đi làm mà để vợ ở nhà là bất tiện không nuôi nổi vợ là bất tài quyến rũ vợ bạn là bất nghĩa tin bạn mà mất vợ là bất cẩn khen người đẹp trước mặt vợ là bất lợi nhậu không mời vợ là bất công nhậu về đánh vợ là bất nhân Vợ kiểm tra túi chồng là thể hiện sự bất tín. Nộp lương đủ cho vợ là bất khả kháng. Nộp tiền trộm tiền vợ để đánh bài là bất lương. Xin tiền vợ đi uống bia ôm là bất khả kháng. Cãi nhau với vợ về việc dạy con là bất phân thắng bại. Lời vợ dạy luôn luôn là bất biến. Tính xấu của vợ là bất di bất dịch. Khi vợ nổi máu ghen là bất luận phải trái. Bị vợ đánh mà không khai ra bồ là bất khuất vợ dần đi ngủ riêng là thể hiện sự bất hợp tác. Vợ bỏ nhà đi luôn là bất chiến, được vợ khen là điều bất ngờ. Vợ làm mồi ngon cho chồng nhậu là bất hổ. Làm nhục Cô gái đi tố cáo bạn trai với quan tòa là bị làm nhục. Cô gái nói, hôm qua anh ấy đến nhà tôi chơi, đang ngồi chơi thì anh ấy đè tôi xuống rồi cởi hết đồ của tôi ra tòa án hỏi rồi sao nữa rồi anh ấy bỏ đi ạ à? vậy thì tại sao cô lại tố cáo anh ấy làm nhục cô cơ chứ cô gái chỉ tay vào mặt chàng trai rồi thét lớn anh nhìn thấy cơ thể của tôi mà lại bỏ đi thì khác gì là làm nhục tôi cơ chứ